Game này có lâu rồi. Close beta của nó từ những năm 2012, xong rồi bản chính thức là cuối 2014 đầu 2015 thì phải, 2015. Đến bây giờ là đã season 10 rồi. Mùa thứ 10 rồi. Nhưng mà vẫn ngon nghẻ nhá, vẫn ok nhá. Ở châu Á thì không người chơi đâu, nhưng mà ở châu Âu, châu Mỹ thì số lượng người chơi vẫn đều. Mà đây đang là game MOBA duy nhất có mặt ở trên các hệ máy console, có trên PS4, Xbox với Nintendo Switch. À, số lượng người chơi chính thì vẫn trên PC. Mắt hay là Wingshot? Mắt đi. Hey, cảm ơn bạn Cường Phạm đã thả like, cảm ơn bạn gì đó mình không đọc được tên đã follow nha, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nay là nhiều người follow quá, lâu lâu mới like lại, từ này hơi bận ít like đau nha. Đau nha, mấy con lính đánh đau vãi nổi. Ê, con lính lính nữ hoa lâu vãi, mấy con người gốm đau thật. Game PC nha anh Tuấn ơi, chắc là game PC nha. Thằng Sút kia nó rỉa máu mình nãy giờ, bên nó lắm mệt thế. À, full mệt, team này vui, team này chắc là toàn bạn bè với nhau, thành full mệt for fun rồi cũng được đấy, một ý tưởng khá là vui. Khi thưởng mình với hội bạn bè trong nhóm Discord cũng chơi cái trò đánh full mage hoặc là full class gì đấy, nhưng mà vui nhất thì vẫn là đánh full class assassin, full class sát thủ. Mấy con mage lúc đầu nó rỉa máu thì lấy quá nhanh, mình cứ đánh chậm chậm chờ lấy game mình vả chứ không, chờ tanh mình khỏe mình vả cho nó. Không có gì phải vội hết, không biết là ông tanh của mình có biết lên aura giáp phép cho team không nữa, mong là biết. Ô, bách nhanh vậy bảo đào xong chơi trận, anh đang chuẩn bị nghỉ đi ăn tối nữa. À, mình hụt mất hai chiêu làm đồng đội mình hoảng quá đấy, hơi tội lỗi tí nhưng mà đành chịu thôi, biết sao được bây giờ. Chạy. No Stone shit, nó blink ạ, vãi nổi. Coi đi đỡ bị lùa, xong rồi lên Chronos nữa, xong là easy game. Lên anti-heal nữa, mình lên nên lên một giáp phép không nhỉ, bên đấy toàn đam không, toàn giáp phép không. I hated them. Thank you.
còn lính chết tiệt, đánh đau vãi rồi. Ủa, còn mấy con lính bên nó moonwalk này, toàn đệ của Michael Jackson này. Khá là xanh đấy chứ, 41 thêm được 3 mạng assist, khá ổn. Let's go. Chết đi. Lốc của Tiamat. Mày chết rồi. Mày chết rồi. Trời, thì mình đi đuổi người luôn, không đánh trụ luôn kìa. Thật sự luôn. Anti thì không có, thì chết ngược. Bắn. Đấy, ham hố. Tham lam. No, trượt. Đang đánh thì bấm vào cái bản chat TikTok mà đứng im đấy. May là thò nó ra. Một trăm tiền nữa à? Không chờ được. Kệ đi. Đây là game Smile nha Minh Hiếu ơi. Tên game giống tên account của mình nha. Giáo sư. Và hơi muộn, mình nghĩ chuẩn hết trận này mình nghỉ ấy mất rồi. Mình nghỉ đến tối mất rồi. Tối mình quay lại. Game này chắc cỡ 15-20 phút là xong. Với team com bên họ như kia thì chắc là game nhanh thôi. Đấy. Thò đi quạt. Thế không ăn kìa. Nó né được ạ. Con Excel làm mình mù mắt của đấy. Không nhìn thấy gì hết. Chết đi. Không chết kìa. Chạy. Yes. That's too bad. Hai phát diệt hụt. Nhau hoài luôn á.
con rút nó đang sau lưng mình lúc nào không biết. Băng trụ của đấy đúng là dại dột, dại dột hết sức. Killing spree, ai được chuỗi kill vậy? Which game is this? This is my Manti. Welcome. This is my battleground of the god. The game is the third person MOBA. It is about the war between the pantheons from many countries in the world. You can see we got Zeus, Nữ Hoàng, Yu Huang, Thor, Odin, every god, every practically every god in the world is in this game. She's dead. She's dead. Hello, cảm ơn quá trần đã follow nha. Cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. Chưa có tiền để mua anti-heal. Anti-heal. Hello, Minh Sơn. An enemy juggernaut has arrived. Your juggernaut has arrived. Game mày đánh càng lâu bên kia nó càng bật được team mình ấy chứ. Lừa đó. Ủa sao nó không bị dính ấy vậy? This way. Don't wanna fight. Game là dễ. Game này cơ bản là dễ. Ủa, con rút nó giật kìa. Con rớt nó giật. Trời ơi. Này con gì vậy? Toàn hai ơi, đây con của mình là Ngọc Hoàng nhé. Ngọc Hoàng trong thần thoại Trung Quốc. Rồi, ni si rồi. Càng đánh lên nước game thì càng đuối. Con... mình phải lên một đồ tanh mới được. Bên kia nó có tanh kìa. Mình cần lên một đồ tanh không nhỉ? Có thể là có thể là không. Thôi. Nữ oa lên tanh à? Nó có cái Red Dagger mà sao nó đi nhanh vậy? Cảm giác nó chạy nhanh vậy. Chạy được mới lạ đấy. Bên đấy chơi kiểu đẩy trụ. Nó cậy nó click quá nhanh cái đẩy trụ quá trời. Ui ôi, con Zeus nó giật kìa. Nó ở đằng sau ra lúc nào vậy? We need words. Team đánh không cắm mắt, toàn bị nó móc không. Rồi con Ni còn đi, nó còn rảnh rỗi đi ăn bùa bên này nữa chứ. Đẩy trụ thì không đẩy. Chết này, có sẽ đến chết. Chết chắc. Nhìn thấy con bên nó có con tàng hình vào cái con Juggernaut rồi mà không né đi, cứ đứng đấy để nó xuống nó stun nhờ. Chán không tưởng được. Người tin là thua cái team comp toàn mệt.
khi đầu game vả nó như thế. Mấy lần móc mình ấy, thế thì nó màu ở đâu ra? Mày chết ngược chưa? Móc tao hoài nè. Trời ơi, nó giết được đôi người luôn kìa. Zeus đám to vãi. Ôi, thử dưng ra lag rồi giật. Bị drop SPS à? À, không giết được. Game Smile nha bạn ơi, Quý Huỳnh ơi. Tên game giống tên account của mình nha. Và chết con mát đi, mình nữa sống rồi cho chết rồi, chết chắc rồi. Thì ba ở lại làm gì vậy? Không về đi. No, what is that? Bỏ cái trụ bên phải đi, giữ nào được. Sang đép con này bên trái này. Cướp được rồi. I am in tune with the ebb and flow of the universe. Peace.
Zuma không xuống là mình ngon rồi. Nó bờ linh lên định giết mình ạ. Sợ thật đấy. Thì bạn nguy hiểm vãi. Ui, trụ bắn gần chết. Bằng trụ ở đấy hơi bị liều. Liều mà không ăn nhiều lắm. Ăn mỗi nhiều đam mà mồm thôi. Chả được cái gì cả. Vãi Blink xuống thả ul mình ạ. Vãi rồi. Anh em nhìn cuốn thật nha. Yeah, bạn muốn tải bạn có thể vào link nhóm Discord ở trong hồ sơ của mình vào trong hỏi mọi người hướng dẫn nhé. Tải cái game bất cứ người cũng có người hướng dẫn chơi thì game này nó không có tiếng Việt nhá. Với lại cũng ở Việt Nam cũng ít người chơi lắm, vào cùng nhóm mọi người và cùng nhóm bọn mình cho cũng có người chơi cùng. Tối nay tối thứ bảy chắc là đông người on đấy. Vào chơi. Rồi, bye. Quay lại mà bắn thôi, chạy cái gì nữa. ADC đỏ máu hết mana thì quay lại mà bắn thôi. Chạy kìa. Game miễn phí nha toàn hàng ơi. Free to play, free to win nha. Không mất phí một cái gì hết, trừ phí mua skin cho đẹp chẳng. Darius phạm, đúng rồi các bạn nhá. Smile là có ở trên game console nhá. Có trên PS4 với lại có trên PS4 với có trên Xbox. Có trên Xbox nữa. Có lẽ evil cannot hide from my all-seeing gaze. Thì mày lâu hơn dự kiến, bảo 20 phút là xong. Này, cuối cùng thì mình đánh bể quá. Không build tanh. Ờ, Sam thắng rồi. Lần này thì đi thử là thắng rồi nha. Thua được nữa thì mới tải đấy. Bắt lẻ con rút xong là xong. Con rút con tia mát chết là bên kia bế liền. Let's go. Ê, cảm ơn bạn Nhật Nguyễn đã follow. Combo của Net, Death Slap. Một combo one shot con Zeus luôn. Trả thù mấy lần bị nó giết. Cảm ơn Darius fan đã follow nha. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Bên kia chết ra nhanh thế nhở. Nó chết nhiều nó ra. Tìm mình cứ đi đánh nhau với nó. Đẩy trụ thì không đẩy. Đánh lấy game thua ngược thì ăn cám. Bên đấy nó chỉ cần combat thắng một lần nó đẩy bét nhà mình luôn. Thế mình toàn người lâu rồi không chết. Đặc biệt là mình. Khá lâu rồi mình chưa chết. Ê quái ra. Zeus Blink
chết rồi đấy. Chết nè, Blink xuống giết tao nè. Yes, choảng nhau đã tay, bắt đầu cứ lao đầu và đánh nhau. Trong khi nãy chỉ cần chia nhau ra đẩy hai cái Phoenix là thắng rồi. May là không chết ngược. Timmy kia mà nó pick mấy con mage mà có khả năng đánh giáp lá cà là team mình thua lâu rồi đấy. Team mình cũng không có tank. Con Thor nó build Bruiser, nó là assassin nó build Bruiser, nó không bọc team được, nó chỉ đi lùa người thôi. Ơi, mình nghỉ ăn tối đã nha mọi người. Tối mình sẽ quay lại. Cảm ơn tất cả mọi người trên đây đã xem, ủng hộ. Giờ này mọi người cũng nghỉ, cũng nghỉ gần hết rồi. Chắc cũng đi nghỉ ngơi ăn tối hết rồi, hoặc đi chơi. Thứ bảy máu chảy về tim. Tớ nghỉ ăn tối xong tớ sẽ quay lại nha mọi người. Chắc cỡ khoảng 8 rưỡi, 9 giờ gì đấy. Nếu ai có muốn xem thì lên nha, còn ai muốn chơi thử thì vào nhóm Discord theo link mình ghim trong hồ sơ TikTok của mình nha mọi người. Vào chơi cùng mọi người trong nhóm của mình. Tối tối thứ bảy chắc là cũng đông 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 người chơi đấy. Vào ai cần hướng dẫn hỗ trợ thì một mình sẽ trả lời nhá. Lúc nào cũng có người sẵn sàng. Trong trường hợp có người on. Ban ngày thì cuối tuần này chắc là dễ. Ban ngày ngày thường thì mọi người đi làm. Trong nhóm đa số toàn người đi làm rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào